Thì cũng tương tự trên cái gốc tiếng đó, đổi tên thành tiếng kèn mà em định xu hướng lại. Kèn thì nó xài cái hiệu ứng gọi là harmonics. Nó sẽ mạnh hơn so với GT10 tại nó cải thiện cái phần preamp, cải thiện nó update phần preamp của GT10. Thì Gì tiếng này theo nó lực hơn theo, theo anh thì nó này thì nó hơi dư xài dư dư bây giờ dư mình sẽ bớt cái gì là lại, gen rồi hạ cái gain nó lại. Theo anh thì tiếng kèn này đã ok rồi. Ok, tuyệt vời. Vậy anh có thể đánh một đoạn ngắn Rồi. Có một điều lưu ý là khi mình lưu á, có hai chế độ. Một á là tắt hiệu ứng đi để cho nó về normal, thì mình Ok. bấm lưu lại 2 lần đó. Thì khi mình bật lên nó cũng vậy, nó là Nó bật lên là normal nó sẽ được mang. đó. Còn thí dụ như những cái tiếng như tiếng sáo nó cần hai hiệu ứng cùng lúc nó mới tạo ra tiếng sáo được á, Đúng rồi. thì mình nên đưa nó về là mặc định nó là mở luôn, Rồi. nhưng mình đào sang một cái kênh khác, mình lưu một kênh khác nó là normal đi, cái mình đào sang tiếng sáo là nó mở luôn thì nó Mở tiện luôn. hơn. Còn những hiệu ứng khác thí dụ như cái này giữa octa, cái này wah hay meo hay cái gì đó thì mình có thể tắt mặc định à. Tao Ta. Ok, sao mặc định nó là phải tắt này, mặc định nó mặc định là cho rốt tắt em ghi nhớ đi để anh đã qua cái nói chuyện đi à, đó nó vậy nè khi nào muốn trộn trộn à. Classical love of guitar.